Giao thông được ví như là mạch máu của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh chú trọng ưu tiên nguồn lực, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay toàn tỉnh có 70 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động phong trào thi đua Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới, cùng vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, tổ chức ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới mà lại hiệu quả tích cực, phát huy vai trò của tổ chức người có uy tín trong việc vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, làm thay đổi nhận thức trách nhiệm của người dân. Nhiều nơi người dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, tự nguyện giải phóng mặt bằng, chặt bỏ cây cối hoa màu, xây dựng đường giao thông nông thôn. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã cứng hóa 329 tuyến đường với tổng chiều dài gần 194 km, kinh phí đầu tư hơn 303 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 242,5 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2024-2025, phân đấu hoàn thành cứng hóa gần 500 km đường giao thông nông thôn.